Bản tin Bộ Y tế tối 25 tháng 9 cho biết, tính từ 17 giờ ngày 24 tháng 9 đến 17 giờ ngày 25 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, 10.590 ca khỏi bệnh. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC ghi nhận 180 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong lên 18.400 ca. Thông tin về 9.706 ca nhiễm mới được công bố trong ngày 25 tháng 9 như sau. 24 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 9.682 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.152 ca so với ngày trước đó tại 34 tỉnh, thành phố. Có 4.377 ca cộng đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 4.046 ca, Bình Dương 3.629 ca, Đồng Nai 996 ca, Long An 193 ca, Bình Phước 147 ca, An Giang 117 ca, Kiên Giang 91 ca, Tiền Giang 81 ca, Hà Nam 66 ca, Cần Thơ 48 ca, Sóc Trăng 42 ca, Tây Ninh 41 ca, Bình Định 39 ca, Khánh Hòa 25 ca, Bến Tre 13 ca, Ninh Thuận 13 ca, Đà Nẵng 11 ca, Phú Yên 10 ca, Đắk Lắk 9 ca, Bình Thuận 9 ca, Quảng Bình 8 ca, Quảng Trị 7 ca, Đồng Tháp 6 ca, Đắk Nông 6 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 4 ca, Nghệ An 4 ca, Bạc Liêu 4 ca, Cà Mau 4 ca, Hà Nội 4 ca, Vĩnh Long 3 ca, Quảng Ngãi 2 ca, Thanh Hóa 2 ca, Trà Vinh 1 ca và Thừa Thiên Huế 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Kiên Giang giảm 112 ca, Đồng Tháp giảm 34 ca và Tiền Giang giảm 31 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Dương tăng 651 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 260 ca, Đồng Nai tăng 193 ca. Trung bình, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong 7 ngày qua là 9.940 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 746.678 ca nhiễm, đứng thứ 44 trên tổng số 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên tổng số 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.587 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 16 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình và Lạng Sơn. Còn 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là Thành phố Hồ Chí Minh với 366.539 ca, Bình Dương 196.864 ca, Đồng Nai 44.921 ca, Long An 31.618 ca, Tiền Giang 13.724 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 516.449 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.807 ca. Thở oxy dòng cao HFNC là 753 ca, thở máy không xâm lấn là 127 ca, thở máy xâm lấn là 742 ca, ECMO là 32 ca. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC ghi nhận 180 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh với 123 ca, Bình Dương 34 ca, Đồng Nai 7 ca, An Giang 3 ca, Tiền Giang 3 ca, Tây Ninh 3 ca, Bến Tre 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Bình Thuận 1 ca, Kiên Giang 1 ca và Cần Thơ 1 ca. Trung bình, số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 220 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn tỷ lệ tử vong 2,1% của thế giới. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 189.606 xét nghiệm cho 400.433 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện là 17.805.333 mẫu cho 51.127.500 lượt người. Trong ngày 24 tháng 9, có 786.421 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 37.583.248 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 30.027.703 liều, tiêm mũi 2 là 7.555.545 liều.